mạng y tế vì sức khỏe cộng đồng. Xin chào tất cả các vị các bạn đã đến với kênh mạng y tế vì sức khỏe cộng đồng người Việt. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả các vị các bạn để truyền bá những kiến thức đến người dân Việt. Nếu thấy video hay thì đừng quên bấm nút like và subscribe để ủng hộ kênh nhé. Chào bạn đang nghe audio chuyên mục mẹo vặt về sức khỏe trên website mạngyte.vn. 5 cách giúp phụ nữ đối phó với bệnh tim. Số phụ nữ tử vong do bệnh tim nhiều hơn do mắc ung thư. Nhưng nếu bạn thực hiện tốt 5 giải pháp này, bạn hoàn toàn có thể đối phó với bệnh tim nguy hiểm. 1. Kiểm soát yếu tố nguy cơ. Đau ngực và mệt mỏi. Các triệu chứng đau tim ở phụ nữ thường khác so với nam giới. Chỉ có 43% số phụ nữ là không có biểu hiện này. Mà dấu hiệu thường gặp là sự mệt mỏi như cảm giác suy nhược, kiệt sức. Bác sĩ Marian Legato, giám đốc văn phòng tổ chức y giới tại New York cho biết, bạn có thể đột nhiên cảm thấy quá mệt mỏi để nấu bữa tối hoặc nhấc máy tính xách tay. Cảm giác này có thể xuất hiện cùng hoặc một vài tuần trước đau tim. Một số biểu hiện đau khác, đau ở xương ức, lưng, vai, cổ hoặc hàm cũng như da mồ hôi, buồn nôn, chóng mặt, khó thở, khó ngủ, lo lắng. Nếu bạn có một số hoặc tất cả những biểu hiện này thì cần được đến khám sớm tại bệnh viện. Nếu để lâu, tỷ lệ tử vong hay tai biến sẽ càng tăng cao hơn. 2. Áp dụng các biện pháp để hạ huyết áp. Huyết áp cao làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ, cũng như phình mạch, suy giảm nhận thức và suy thận. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, khoảng 30% người Mỹ có huyết áp cao mà không biết điều đó. Tuy nhiên, bệnh lý này có thể được cải thiện bằng thiền và yoga, tập thể dục thường xuyên, hạn chế uống rượu và giảm lượng natri trong chế độ ăn uống. 3. Ăn ít thịt. Nghiên cứu từ Đại học Oxford cho thấy, chế độ ăn chay làm giảm 1/3 nguy cơ nhập viện hoặc tử vong do bệnh tim. Ngoài ra, những người ăn ít thịt cũng ít có khả năng mắc bệnh ung thư và ngộ độc thực phẩm. Nhiều nghiên cứu cho thấy, sự khác biệt giữa ăn ít và nhiều thịt được thể hiện qua tác động của chúng trên cholesterol và huyết áp. Tất nhiên, một chế độ ăn ít thịt, nhiều rau, củ, quả bao giờ cũng sẽ tốt cho trái tim của bạn. Không khó để chuẩn bị đồ ăn chay. Bạn có thể cắt nhỏ rau, trái cây đựng trong túi đựng thức ăn cho bữa ăn nhẹ buổi sáng hoặc ban đêm. Nếu bạn làm việc tại văn phòng, bạn có thể chuẩn bị cho mình một hộp đậu phụ hoặc bơ hạnh nhân trong ngăn kéo bàn làm việc. 4. Tăng cường vận động cơ thể. Không chỉ riêng mình bạn nghĩ rằng mình không có thời gian để tập thể dục. Trong một cuộc khảo sát quốc gia ở Mỹ gần đây, của 2.300 phụ nữ, cứ 3 người thì một người nói rằng cô đã quá bận rộn để chăm sóc sức khỏe trái tim. Nhưng nếu bạn có thời gian nghỉ giải lao 10 phút, bạn nên dành thời gian đó để tập thể dục. Nếu kế hoạch luyện tập phù hợp với thực tế cuộc sống thì bạn sẽ càng gắn bó với nó lâu dài. Bạn có thể thực hiện 3 lần 10 phút mỗi ngày. Và điều này đã được Đại học bang Arizona chứng minh là có tác dụng giảm huyết áp hơn so với 30 phút đi dạo liên tục. Hơn nữa, sự di chuyển này rút ngắn thời gian cơ thể không vận động. Như ngồi một chỗ, một trong những nguy cơ có thể gây hại cho trái tim. 5. Vui vẻ cùng bạn bè. Có thể việc ăn chay hay luyện tập thể dục khó khăn với bạn. Khi mà công việc như một guồng quay cuốn lấy bạn ngày này qua ngày khác. Một biện pháp tích cực được các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên thực hiện là vui vẻ cùng bạn bè. Bạn có thể nhập hội đi du lịch, spa, cùng nhau uống cà phê ở một quán quen, tán gẫu, vân vân để bạn không cảm thấy cô đơn, nhàm chán. Những việc làm này còn có tác dụng ngăn cản stress, một yếu tố làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Một nghiên cứu của trường Đại học California đã phát hiện những phụ nữ tham gia vào nhóm bạn bè ít có khả năng bị béo phì, hút thuốc, tăng đường huyết hay huyết áp cao. Lê Thu Lương theo Prevention. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.